Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí, kênh cập nhật tin tức sau việc và tin tức 24 giờ mới nhất mỗi ngày. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Sau nhiều năm phủ sóng trên khắp các game show, năm 2019, nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ vắng bóng trên truyền hình. Về cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Hoài Linh ở tuổi 50, hiện tại ra sao? Chăm cây nuôi cá, sắp xếp nhà thờ và dành thời gian cho gia đình là cuộc sống của Hoài Linh khi vắng bóng trên sóng truyền hình. Sau thời gian phụ sóng game show năm 2019, Hoài Linh vắng bóng trên truyền hình. Khán giả tiếc nuối khi không còn gặp nam danh hài trong các chương trình quen thuộc như Người Bí Ẩn, Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Theo chia sẻ của phía nhà sản xuất Ơn Giời, Hoài Linh đã từ chối tham gia show vì không thể sắp xếp được thời gian. Trả lời, nam danh hài cho biết, sau nhiều năm làm việc cật lực, kiếm tiền xây nhà thờ tổ, anh muốn nghỉ ngơi, làm những điều mình thích. Đây là hình ảnh giản dị của nghệ sĩ trong dịp Tết vừa qua. Cuộc sống của Hoài Linh sau ánh đèn sân khấu vô cùng giản dị. Anh cho rằng mọi người nhìn vào đời sống của mình sẽ cảm thấy nhàm chán. Hoài Linh kể hàng ngày, anh tìm niềm vui với việc tưới cây, nhặt cỏ, sắp xếp công việc ở nhà thờ tổ. Trên trang cá nhân, anh cũng thường đăng tải hình ảnh chăm sóc cây, khoe hoa nở. Bên cạnh Hoài Linh có nhiều đàn em, con cháu hỗ trợ, nhưng anh thừa nhận luôn muốn tự tay làm mọi việc liên quan đến nhà thờ tổ. Nuôi cá, cho cá ăn cũng là công việc, niềm vui lớn đơn giản của mỗi danh hài. Hình ảnh Hoài Linh mặc áo bà ba, đội mưa, sửa chữa một khu nhà thờ bị dột khiến khán giả xúc động. Nhiều năm qua ở vị trí của một ngôi sao hàng đầu, nhưng Hoài Linh luôn gần gũi, giản dị. Anh cũng là nghệ sĩ hiếm hoi được khán giả tiếc nuối khi ít xuất hiện. Vào những năm 2015 tới 2017, Hoài Linh chạy show đến kiệt sức, nhiều lần anh phải nhập viện truyền nước. Đến năm 2018, danh hài bắt đầu hạn chế nhận game show. Anh cho biết hiện dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Ở tuổi 50, Hoài Linh vẫn tinh nghịch trèo hái trái cây. Đây là những hình ảnh được nghệ sĩ chia sẻ vào tháng 6 vừa qua. Vào dịp lễ Tết, Hoài Linh về thăm họ hàng ở Đồng Nai. Vào ngày mùng 10 Tết hàng năm, danh hài thường tổ chức một bữa tiệc tân niên để gia đình, người thân gặp gỡ. Năm nay, tiệc đầu năm của gia đình danh hài đặc biệt hơn khi có sự tham gia của Thành Vinh, con trai Hoài Linh. Bên cạnh những buổi biểu diễn, Hoài Linh cũng dành thời gian đi du lịch, khám phá các vùng đất mới. Sau nhiều năm làm nghề, hiện tại khán giả mới bắt gặp những hình ảnh thư thái của danh hài trong các chuyến du lịch. Hồi tháng 5, Hoài Linh cùng con trai có chuyến nghỉ dưỡng tại vùng biển nước Mỹ. Trở về Mỹ, anh cùng con trai Thành Vinh đến những địa điểm du lịch nổi tiếng. Thành Vinh cho biết đây là thời gian hiếm hoi của cha con anh có được, bởi trước đó ba bận đi diễn, còn anh tất bật với việc học, thi cử. Hoài Linh vắng bóng ở game show, nhưng cách xê vẫn cao nhất showbiz. Trước quyết định tạm dừng xuất hiện trên các game show của Hoài Linh, đồng nghiệp thân thiết với anh cho biết không bất ngờ. Mình nghĩ cho hay tình hình game show vài năm qua rơi vào bão hòa. Sau khi tham gia nhiều nghệ sĩ chọn lọc show hơn là điều dễ hiểu. Ngay cả tôi trước khi nhận lời game show cũng phải suy nghĩ cân nhắc chương trình nào không bị xàm xí, nhảm nhí thì tham gia, xuất hiện thế nào để khán giả, học trò xem không bị hụt hẫng, buồn lòng, anh nói. Theo Minh Nhí, Hoài Linh ít xuất hiện hơn trước nhưng đẳng cấp vẫn thế. Nét và kiểu diễn, sự thông minh của Hoài Linh vẫn khác biệt và các bầu show vẫn trân trọng khi mời Linh. Quyết định không nhận show là lựa chọn của cậu ấy, nam nghệ sĩ nhấn mạnh. Nói về nghệ sĩ trẻ có khả năng thay địa vị của Hoài Linh, Minh Nhí lắc đầu, cho rằng không ai có thể làm được điều đó. Mỗi nghệ sĩ có chỗ đứng riêng, không ai có thể thay thế ai trong nghề này, chỉ có ai đang hot thôi. Nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả yêu mến đều có cái riêng, giá trị riêng. Nếu ai có tư tưởng thay thế tiền bối, là bạn đó đang đi theo con đường tà đạo. Ai bước vào nghề cũng mong mình nổi tiếng, nhưng ước mơ đó để mình rèn luyện, động lực, vươn lên, chứ không phải cạnh tranh. Chia sẻ về sự vắng bóng của Hoài Linh, Tấn Bèo khẳng định, Linh tạm dừng là đúng đó, tôi đã khuyên Linh dừng lại từ thời gian trước. Ở tuổi anh em chúng tôi, làm việc cường độ cao như Linh trước đây thì nguy hiểm lắm. Tôi khuyên Linh dừng vì thương cậu ấy. Tấn Bèo kể, anh và Hoài Linh gắn bó từ ngày năm danh hài mới về nước hoạt động. Chứng kiến quá trình làm nghề của đồng nghiệp, anh hiểu vì sao Hoài Linh lại được khán giả yêu thương như vậy. Nhưng anh cũng xót xa khi biết Hoài Linh bị giảng dây thanh đới, giọng khan, nhập viện, truyền nước biển vì kiệt sức. Mọi người chỉ nhìn thấy hào quang của nghệ sĩ, mà ít ai biết rằng nghệ sĩ phải thức khuya, làm việc dưới ánh đèn sân khấu, áp lực vô cùng. Hoài Linh có việc dừng lại để nghỉ dưỡng, nạp năng lượng. Sau đó tôi tin Hoài Linh sẽ trở lại có nhiều cống hiến hơn cho khán giả, nghệ sĩ hài cho biết.
một nhà sản xuất từng hợp tác với Hoài Linh khẳng định nam danh hài vẫn được trả cachet cao nhất showbiz. Cachet và vị trí của anh ấy hơn hẳn các bạn nghệ sĩ đang hot bây giờ. Vấn đề là Hoài Linh có muốn làm việc hay không thôi. Tôi nghĩ anh ấy muốn nghỉ ngơi, làm những điều mình thích hơn nên từ chối nhận game show. Hơn nữa, game show hiện nay khó khăn, không phải nhà sản xuất nào cũng đủ kinh phí để mời Hoài Linh, người này nói. Hoài Linh khóc, nhớ kỷ niệm cũ khi tiễn biệt nghệ nhân Thành Giao. Nghệ sĩ Hoài Linh đã khóc khi đưa tiễn Thành Giao về nơi an nghỉ cuối cùng. Thúy Nga, Minh Nhí và nhiều nghệ sĩ cũng có mặt ở Cần Thơ trong ngày đưa tang bạn. Nghệ nhân ẩm thực Thành Giao đột ngột qua đời vào ngày 23 tháng 8, hưởng dương 47 tuổi. Thành Giao là người được các nghệ sĩ yêu quý, anh cũng thường giúp đỡ các thế hệ diễn viên trẻ. Nghe tin anh ra đi đột ngột ở tuổi 47, nhiều sao Việt chia sẻ sự xót thương trên trang cá nhân. Trong tang lễ của nghệ nhân, quê Cần Thơ, đông đảo nghệ sĩ đã đến viếng như danh hài Hoài Linh, Minh Nhí, Thúy Nga, Lê Giang, Nhật Tinh Anh, Thu Trang, Tiến Luật, Vũ Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Hoài. Vào ngày cuối cùng đưa tiễn nghệ nhân ẩm thực về nơi an nghỉ, danh hài Hoài Linh nghẹn ngào chia sẻ những kỷ niệm về người em thân thiết. Danh hài kể là anh em lâu năm với Thành Giao. Anh khóc trước khi nhớ lại chuyện cũ. Trước đây, mỗi lần tôi xuống Cần Thơ đều được Giao tiếp đón nồng hậu. Tôi mới tới cầu Cần Thơ, Giao đã dọn sẵn đồ ăn chờ đợi tôi. Từ nay trở đi tôi về đây không được gặp Giao, không còn nhìn thấy nụ cười và cặp mắt kính của Giao nữa. Sự ra đi của Giao tôi cảm thấy trong lòng mình có một khoảng trống. Tôi đã rất sốc khi nghe tin Giao qua đời. Trong ký ức của danh hài, Thành Giao là người nhiệt tình, sống hết lòng vì người khác. Giao yêu thương anh em nghệ sĩ chân thành, không phải để mua lòng hay vì điều gì khác. Mỗi lần ai tổ chức live show, Thành Giao cũng lên Sài Gòn. Vào mỗi dịp Tết, anh em nghệ sĩ chỉ cần ăn đồ Thành Giao gửi cũng đủ, Hoài Linh nhớ lại. Sự ra đi của một người bạn, Hoài Linh cho rằng không có gì khỏa lấp được. Tuy nhiên, anh tin Thành Giao đã sống một đời ý nghĩa trọn vẹn. Anh nhấn mạnh, điều đáng quý nhất trong cuộc đời này không phải mình giàu có thế nào, mà khi mình nằm xuống được mọi người đối xử ra sao. Giao nằm xuống được mọi người yêu quý, tiếc thương như vậy, chắc sẽ thanh thản. Cầu mong hương hồn bạn được an nghỉ. Cuối cùng, danh hài bật khóc nói về người bạn quá cố. Bạn nằm đó, tôi nghĩ bạn đang ngủ thôi. Khi về Cần Thơ, chắc chắn tôi sẽ về đây thăm Giao. Anh vĩnh biệt bạn bằng bài hát Đêm Cuối. Thúy Nga cũng không kìm được xúc động khi nói về người anh cô coi như ruột thịt. Cô khóc nhớ về những kỷ niệm với Thành Giao. Khi tôi có bầu ở Mỹ, một mình sống cực lắm. Thành Giao đã bỏ mọi việc để sang thăm nuôi tôi. Anh ấy cũng bị bệnh, một lá gan bị tê liệt, bài tiết cơ thể yếu, nhưng mỗi ngày đều nấu ăn cho tôi. Sau này anh luôn nói coi tôi như em gái và dặn dò có khó khăn gì cứ nói, anh hứa sẽ lo cho tôi, cô nói. Nữ diễn viên hài cảm thấy những lãng hoa, tình cảm của mọi người dành cho Thành Giao sẽ khiến anh ra đi nhẹ nhàng. Trước phút tiễn biệt, cô hát tặng người quá cố bài Còn thương rau đắng mọc sau hè. Anh ấy rất thích vui, thích hát, vì thế nghe sẽ hát cho anh nghe dù mình hát không hay. Thúy Nga xúc động nói. Nghệ sĩ Minh Nhí, Lê Giang, Chế Phong cũng đưa tiễn nghệ nhân ẩm thực bằng các ca khúc trữ tình. Đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.